em đang test thử như cặp loa Bose 301C2 cực kỳ là đẹp. Vâng, đây là những cặp loa Bose em vừa bỏ kho ra để test cho các bác. Và các bác cùng nhìn xem, đây là sản phẩm loa bên em nhập nguyên từ bãi về đây. Nó còn có cả cái bụi lông này với nhá. Đây, lông nhá các bác, bụi nhưng có lông này. Cái này phải lau rẻ ẩm nó mới đi hết, ở đây phất nó cũng đi nhưng nó vẫn dính vào đây này. Đấy, gọi là bụi lông các bác nhá. Ở đây. Đây các bác cùng xem này, lên phải vệ sinh chứ không lên để như thế này. Đây nhá các bác nhìn này. Đấy, đẹp rồi, cái này lau rồi. Nó là hình màu bộ đội nhá. Đấy. Đây, kỹ ra màu bộ đội. Đấy các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, nguyên chất bãi mà nó đẹp như thế này. Các bác thấy loa độ mới, độ đẹp chưa? Nguyên chất bãi đấy, lồng lá này. Đấy. Các bác đây, nhìn vào cái tuyến loa các bác nhìn. Nhìn loa sướng không các bác? Nhìn chất loa bãi. Rồi. Đấy. Rồi. Đấy. Và thấy nó xuất sắc chưa? Đấy. Loa bãi nó là như thế này các bác nhá. Đấy, nhưng mà nó đã đẹp ấy thì chỉ phất qua cái nó đã xuất sắc luôn rồi. Bãi thì nó như thế các bác nhá. Các bác thấy nó đẹp chưa? Thực sự là em rất là vui có những cái lô sản phẩm hàng bãi mà nó đẹp như thế này. Cái này lấy rẻ ẩm lau một chút thì nó sạch tinh luôn các bác nhá. Đây này, cái này phải vệ sinh đi. Đấy, bụi lông rồi. Và thấy tuyến loa đẹp chưa? Đấy, tuyệt vời luôn. Chất bãi nhá. Đấy, tuyến loa cực kỳ là đẹp và xuất sắc, từng cái loa tép một các bạn. Nói từ lực kính cong luôn. Đây. Từng chiếc loa tép một các bác nhìn mê ly chưa? Các bác thấy nó mê ly chưa? Nó led căng chưa? Và với những sản phẩm tuyển chọn xuất sắc này, em đang bán cho các giá rất là yêu thương. Những cặp loa gọi là đặc biệt như thế này. Đời này nó có một cái ống bên trong nữa này. Tép thì tép đời này đời gáo ấy. Gáo và gáo gáo bọc kim loại này nhá. Đấy. Đời này chính là tép của thằng 301AV mười mấy triệu đấy các bác nhá. Chính là tép này, không sai đi đâu. Đấy, thế mới đặc biệt các bác. Và cặp loa này giá, cặp siêu tuyển này có giá chỉ hơn 7 triệu xíu rồi. Cực kỳ là đẹp và xuất sắc, độ zin đét. Đấy. Còn bên ngoài kia anh em đang đóng, bác mình đang đóng những cặp loa BB455 cuốn co những cặp loa này, mai chuyển taxi cho các bác. BB455 BMB các mã 450V. Vâng, bác khách ở đâu đến kìa. Và bên ngoài kia là những kiện loa toa này để phục vụ các bác này. Em về được đâu hai mấy chiếc thôi. Đấy, em chuyển ở kho về nhá. Đó. Và những cặp loa 455 sẽ được đóng trả các bác, những cặp out center, những cặp loa BMB, loa full, những cặp loa Bose. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ.